Khi cơn bão đi qua, khi con nước dần rút xuống, khi những giọt nước mắt đã vơi, là lúc cuộc sống dần trở lại. Cái gì nó đến thì nó khắc đến, mà cái gì đã mất đi rồi thì mình không nghĩ đến nó làm gì cả. Chúng ta phải quyết tâm xây một cái làng lụa mới, phải đẹp hơn cái làng lụa cũ chúng ta làm, vì những người mất ở đây an toàn hơn. Mưa kể cả mưa mình không sợ này, gió mình không sợ này. Cùng nhau đoàn kết tập trung để dọn dẹp đường làng ngõ xóm này. Sau cơn mưa trời lại sáng, khó khăn gấp đôi thì chúng tôi sẽ quyết tâm gấp ba. Mình phải xác định cái gì nó đã mất đi là cái việc đã qua, cái sau bao giờ cũng phải tốt hơn cái trước. Vâng thưa quý vị, đó là những hình ảnh không thể nào quên khi mà cơn bão Yagi, cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua xuất hiện trên Biển Đông, đổ bộ vào đất liền và gây ra những thiệt hại kinh hoàng. Sau bão, lũ đổ về vượt đỉnh tại nhiều con sông, gây ra ngập lụt tại một loạt tỉnh thành, rồi những cơn lũ quét, các vụ sạt lở đất tại Lào Cai, Yên Bái. Đã 13 ngày trôi qua, mọi công tác khắc phục hậu quả sau bão vẫn được các địa phương nỗ lực triển khai giúp cho người dân sớm ổn định lại cuộc sống sau bão. Và tôi tin vào thời điểm này, nhiều người trong quý vị vẫn đang hướng về làng Nù, vẫn cầu nguyện cho nỗi đau của người dân ở đây vơi đi bớt, cho những người ở lại sớm ổn định cuộc sống của mình. Và hình ảnh này tôi muốn chia sẻ với quý vị. Vâng, đây là hình ảnh mới nhất gửi từ công trường, khu tái định cư, ở những nền móng đầu tiên đang được xây nên, thôn làng Nù hồi sinh cho những người ở lại. Thôn mới cách vị trí cũ 2 km, địa thế cao, thuận lợi, thuận đường, thuận nước do chính các chuyên gia ở địa chất khảo sát. Vâng thưa quý vị, và Đài Truyền hình Việt Nam cùng với Quỹ Tấm Lòng Việt đã nhận được sự chung tay góp sức của đồng bào trên cả nước để hỗ trợ tỉnh Lào Cai xây dựng thôn bản mới cho người dân nơi đây, giúp họ sớm có nhà mới, ổn định cuộc sống. Và theo kế hoạch thì 40 căn nhà ở thôn Làng Nù, 18 căn nhà tại thôn Nậm Thồng cùng các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, trạm y tế, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng v.v. sẽ được xây dựng. Và tính đến 9 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9 năm 2024 thì Quỹ Tấm Lòng Việt đã nhận được số tiền ủng hộ bão lũ là 25.973.373.134 đồng. Và trong đó thì tiền ủng hộ tái thiết thôn Làng Nù là 16.840.144.406 đồng. Khó khăn của bà con vùng lũ vẫn luôn được người dân mọi nơi san sẻ. Tái định cư, tái thiết, ổn định lại cuộc sống, đó có lẽ là những tin tức mà nhiều người chia sẻ nhau lúc này. Cơn bão đi qua, điều chúng ta đang nhìn thấy rõ ràng nhất chính là nỗ lực của tất cả các địa phương, là sự gắng sức của từng người dân vượt lên nỗi đau mất mát. Và đây là những hình ảnh tái thiết từ các thôn bản ở Lào Cai mà chúng tôi mới ghi nhận được. Tại thôn Kho Vàng, 115 người dân may mắn lánh nạn trên núi đã nhanh chóng được lực lượng công an xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà phối hợp với chính quyền cơ sở đưa xuống ở tại khu nhà dã chiến do công an tỉnh Lào Cai xây dựng. Sau nhiều ngày lánh nạn giữa sườn núi, nơm nớp lo sợ bị sạt lở đất, những người dân nơi đây mới được yên tâm nghỉ ngơi. Khu nhà bạc dã chiến được xây dựng với đầy đủ điều kiện sinh hoạt như điện, nước, công trình phụ sẽ là nơi sinh hoạt cho 17 hộ dân cho tới khi khu tái định cư được hoàn thành. Các ủy chính quyền địa phương, cả lực lượng công an xã đã tiến hành lên nhóm 17 hộ của thôn Kho Vàng tuyên truyền vận động để cho họ nhận thức được những cái khu vực là không đảm bảo an toàn do mưa bão. Thì người dân đã đồng lòng là cùng cấp chính quyền như lực lượng công an là di chuyển xuống nhà dã chiến do công an tỉnh dựng. Mình vẫn đồng ý sang đây ở tại vì ở đây an toàn hơn. Mưa kể cả mưa mình không sợ này, gió mình không sợ này. Khu tái định cư thôn Kho Vàng dự kiến bắt đầu khởi công từ ngày 21 tháng 9 với diện tích 2,5 hectare, quy mô từ 40 đến 50 căn nhà. Còn ở làng Nù, nơi chịu thiệt hại về người lớn nhất ở Lào Cai, sau khi chốt khu vực tái định cư cho người dân, huyện Bảo Yên đã bắt tay ngay vào công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trên diện tích khoảng 15 hectare. Các hộ dân có diện tích đất canh tác trong khu vực quy hoạch tái định cư đều một lòng nhường đất. Dân thì cũng bị sạt lở nhiều thì cũng chia sẻ thôi. Mà là đất và cây cối là không cần phải bồi thường, gia đình nhất trí. Chúng ta phải quyết tâm xây một cái làng lũ mới, phải đẹp hơn cái làng lũ cũ, an toàn hơn. Chúng ta làm vì cái làng lũ ấy, vì những người mất. Thế nên là bà con nhân dân là phải hết sức là đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong cái đoạn khó khăn này. Còn ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc,
huyện Bắc Hà, khu tái định cư dự kiến cách thôn cũ bị sạt lở 2 km, diện tích khoảng 4 hectare, có thể bố trí cho 70 hộ dân. Dù ngày hay đêm, tiếng máy vẫn rộn rã nơi công trường xây dựng với mong muốn sớm nhất những khu tái định cư mới đẹp hơn, an toàn hơn sẽ dần hiện hữu, từng bước hồi sinh những vùng đất đang chịu nhiều đau thương, mất mát do thiên tai. Với sự chung sức chung lòng của cộng đồng cùng sự vào cuộc nhanh chóng của chính quyền địa phương, sớm thôi, màu xanh tươi của cỏ cây, sự trù phú của thôn làng sẽ được hồi sinh trên những mảnh đất mà bão lũ quét qua. Đến thời điểm hiện tại, những học sinh ở ngôi trường trung học phổ thông và trung học cơ sở Phúc Khánh số 1 huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã đi học trở lại. Ghế vẫn trống bởi có những gương mặt đã ra đi mãi mãi, nhưng có những chiếc bàn, chiếc ghế vẫn đang chờ đợi các cô cậu học trò trở về. Một vài em nhỏ ở thôn làng Nủ vẫn đang phải điều trị ở bệnh viện. Và từng giờ, từng phút, các em vẫn đang dũng cảm chiến đấu với những vết thương do thiên tai gây ra để có thể sớm quay trở về với thôn bản và tiếp tục đến trường. Mong con sẽ sớm khỏe mạnh để có thể quay trở lại với các bạn cũng như là các thầy cô giáo. Thưa quý vị, còn tại Hạ Long, để khắc phục những thiệt hại bởi cơn bão số 3 Yagi, cuối tuần vừa qua thì hơn 10.000 đoàn viên thanh niên thành phố Hạ Long đã ra quân chiến dịch tình nguyện vệ sinh môi trường biển, hưởng ứng chiến dịch cao điểm 7 ngày đêm khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, không ngại khó ngại khổ, hơn 10.000 tình nguyện viên, các bạn trẻ, người dân và cả du khách nữa ở thành phố Hạ Long đã tham gia thu gom tre bè trôi dạt, phao, xốp, rác thải trôi nổi trên bờ biển theo bão hay là quét cát trên các mặt đường giao thông, trên vỉa hè để chỉnh trang đô thị tại các bãi tắm, các tuyến đường ven biển và nhiều khu vực khác. Thành đoàn thành phố Hạ Long đã chuẩn bị 2 máy cưa, găng tay, xẻng, chổi, áo mưa cho các tình nguyện viên. Và sau một tuần ra quân thì hơn 10 km các tuyến đường bao biển, vỉa hè, bãi biển khu vực thực hiện chiến dịch đã được làm sạch. Đây là chiến dịch vệ sinh môi trường quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở thành phố này. Khi lời hiệu triệu của quê hương cất lên qua chiến dịch 7 ngày đêm cao điểm khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 thì tôi thấy được sự đồng lòng, chung sức rất nhiều từ các bạn thanh niên, các nhóm tình nguyện đã sẵn sàng và thực sự đây sẽ là một kỷ niệm tình nguyện mà tôi sẽ không bao giờ quên. Trong những lúc khó khăn nhất, thử thách nhất thì thế hệ trẻ của thành phố Hạ Long vẫn vững tin về tinh thần đồng lòng, đoàn kết của nhân dân. Sau cơn mưa trời lại sáng, khó khăn gấp đôi thì chúng tôi sẽ quyết tâm gấp ba, đúng như lời dạy của Bác, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Vâng, quý vị thấy không ạ, chỉ một lời kêu gọi hàng nghìn trái tim nhiệt huyết của Hạ Long đã lên đường và còn nhiều lắm nữa sự chung tay góp sức để cơn bão đi qua, sức người sẽ mạnh mẽ hơn nữa đẩy lùi những khó khăn thiệt hại mà nó để lại. Phải khôi phục lại hoạt động du lịch, phải lấy lại vẻ trù phú nhộn nhịp của Hạ Long với kỳ quan thiên nhiên thế giới đáng tự hào. Muôn người như một, Quảng Ninh quyết tâm đón khách du lịch trong thời gian sớm nhất.